Xin chào các anh chị và các bạn, hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 91 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp Chủ đề của phần 91 này là Trung của Truy sĩ quai tờ ti miệng Trung của Truy sĩ quai tờ ti miệng Rồi, Trung của là Trung Quốc nha, chơi sĩ quai tức là kỳ lạ nhất, kỳ quái nhất Rồi, tờ ti miệng, ti miệng là địa danh à, tức là tên những cái vùng đất á như vậy khi mình ghép vào cụm nào có từ tơ thì đằng sau mình dịch lại. Như vậy là trung của chơi sĩ quay tờ ti miễn là những địa danh kỳ lạ nhất ở Trung Quốc hoặc là của Trung Quốc gì đó cũng được. Rồi, nội dung nó như thế nào thì đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn hãy nghe người bản xứ người ta đọc trước. Sau đó mình sẽ tiến hành giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn. Xin mời mọi người chúng ta bắt đầu nghe nào. 中国最奇怪的地名。如果你打车的时候告诉司机：“师傅，你好，我要去火星。”很可能司机会觉得你是一个想法很奇怪的人。但如果你在中国长沙，司机马上就会把你送到那里，因为长沙真的有一个地方叫火星。 由于这个地方取名字的时候，火星还没被发现，所以就一直叫到现在。还有其他一些地名也随着生活的变化变得奇怪了，比如说南京市有一条名叫“神马路”的路，由于近几年年轻人喜欢在上网的时候把什么写成“神马”。 所以这条路现在听起来很奇怪。如果打车的时候你遇到的出租车司机不是南京人，他问你要去什么路，你告诉他我要去神马路，他可能会生气，觉得你在学他说话。当然，还有一些地方由于历史原因，名字原来就很奇怪。 让人看了就想笑，比如“六个鸡村”“马桶里”这些地名听起来就怪怪的。不知道住在那里的人怎么看？可能他们会想改一个更合适的名字，也可能他们觉得地名一下子就被记住是一件好事吧。在你的国家也有奇怪的地名吗？ 中国最奇怪的地名。如果你打车的时候告诉司机：“师傅，你好，我要去火星。”很可能司机会觉得你是一个想法很奇怪的人。但如果你在中国长沙，司机马上就会把你送到那里，因为长沙真的有一个地方叫火星。由于这个地方取名字的时候，火星还没被发现。 所以就一直叫到现在。还有其他一些地名也随着生活的变化变得奇怪了，比如说南京市有一条名叫“神马路”的路，由于近几年年轻人喜欢在上网的时候把什么写成“神马”，所以这条路现在听起来很奇怪。如果打车的时候你遇到的出租车司机不是南京人，他问你要去什么路。 你告诉他我要去神马路，他可能会生气，觉得你在学他说话。当然，还有一些地方由于历史原因，名字原来就很奇怪，让人看了就想笑。比如六个鸡村、马桶里，这些地名听起来就怪怪的。不知道住在那里的人怎么看，可能他们会想改一个更合适的名字，也可能他们觉得。 và vừa rồi các anh chị và các bạn đã nghe và nắm được nhiều không ạ à? bây giờ mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé trung miệng những địa danh kỳ lạ nhất tại trung quốc nếu của đi tà chớ tơ hô cao su của đây là bằng với giao sư thôi. Tức là nếu như ní tà chớ tơ sơ hô tơ hô là khi nếu như mà khi bạn ngồi xe tà chớ là đón xe hoặc là có những chỗ thì mình dịch là ngồi xe mình ngồi xe buýt hay là ngồi xe taxi gì đó Và nói chung chung là tà chớ được hết À, nếu như khi mà bạn đi xe cao su sư chi à, bạn bảo với cái bác tài xế sư chi đây là tài xế rút quo nĩ tà sơ tờ sư hô cao su sư chi à, sư phu họ à, xin chào bác à, xin chào bác tài cũng được sư phu là chỉ cho bất kỳ ai làm những cái chuyên môn gì đó thì mình gọi là sư phu được hết cái ông thợ sửa giày cái ông thợ chụp hình cái ông tài xế cái ông thợ sửa đồng hồ hay là sửa um, xe gắn máy vân vân đều chúng ta đều có thể gọi là sư phụ được hết, tới làm chuyên môn thì gọi được. sư phụ nỉ họ chào bác, chào bác thợ hay chào sư phụ gì đó cũng được. hòa giáo sư hòa xin tôi muốn đi đến hỏa tinh tức là sao hỏa. hòa giáo sư hòa xin tôi muốn đi đến sao hỏa. Hẳn khả tơ cơ hành quay là Rất có thể là Khả năng là chỉ sự dự đoán Sư chí Cái người tài xế đó Sẽ cảm thấy sư dĩ cơ. À, cơ gì tức là dĩ cơ rảnh sư dĩ cơ đây tức là Nị sư cơ rảnh Bạn là một người, người như thế nào sáng phạ hành xử qua tờ rỉn là người mà có suy nghĩ rất kỳ lạ tự nhiên sao mà gọi đi gọi tài xế đưa mình đến hỏa tinh tức là sao hỏa thì đúng là người ta sẽ nghĩ mình lạ đấy mình đọc lại nha rú của ní tà chớ tờ sứ hồ cao su sư chi sư phụ ní họ ủa do chi hồ sinh hẳn cờ nắng sư chi huê chế tờ ní sư ý 想法很奇怪的人 pháp rất tức quai tờ người, nhưng nếu như Trung của Trung nhưng nếu như bạn ở Trường Sa nhưng nếu như bạn ở ở đâu nào? Trung Quốc ở cái khu vực uh, Trường Sa của Trung Quốc, không phải chỉ cái đảo Trường Sa của mình đâu nhé, à, tan nếu như bạn Trung Quốc của của Trung nhưng nếu như bạn ở cái vùng trường xa của Trung Quốc Sư chi mà sang chiêu Cái anh tài xế đó lập tức sẽ Sư chi là anh tài xế mà sang là lập tức hoặc là liền Chiêu là sẽ Rồi sẽ gì nè Chiêu huê là cũng là sẽ thôi Bả nì sung tao na lì Sẽ mang bạn ra và đưa đến đó Thì mình dịch là sẽ đưa bạn đến đó thôi Tiếng Việt mình không có cái cách bà cái gì ra rồi rồi mới làm cái gì nhưng mà trong tiếng hoa nó hay dùng như vậy rồi bà nì xung tao na lì tức là xung nì to na lì sẽ đưa bạn đến đó tức là như vậy nó có một cái địa điểm gọi là hồ xin yên quê yên quê là bởi vì chẳng xa là trường xa trên đời dù dĩ cơ, quả thật là có một cái cái gì dù dĩ cơ ti là có một cái địa phương tức là có một cái nơi treo khổ gọi là hỏa tinh tức là gọi là sao hỏa như vậy là ở đó có một cái nơi gọi là sao hỏa dẫu dĩ cơ ti là do trơ cơ tí phán là cái nơi này trùy miễn là đặt tên chỉ miễn chữ tờ sửa hô là khi đặt tên như vậy là do Cái địa phương này này, cái nơi này khi mà được đặt tên cho nó đó Hòa xiên hải mỹ bay pha xiên à, Sao hỏa chưa được phát hiện Không biết cái bài này nó có nổ không Chứ thực ra là sao hỏa là được người ta phát hiện từ rất sớm rồi Mà không biết cái nơi này nó đặt cái tên này là sớm tới mức nào Nhưng mà ở đây cái bài này nó giới thiệu nó như vậy cho cái tivangì miễnư tờ ữ h hồ hò sinhải mấypha do cái nơi này khi mà đặt tên á thì lúc đó là sao hỏa chưa được phát hiện ra thì đó là cái nội dung của bài thôi số gì chiêu di chữ treotà sen ra cho là xem ra số gì là cho nên Chưa di trữ thì cứ mãi treo tàu sen trai là gọi cho đến bây giờ luôn Hãy dù chỉ thái y xe ti miễn Hãy dù là còn có Chỉ thái y xe ti miễn Còn có một số Cái địa danh khác nữa Chỉ thái là khác Chỉ thái y xe ti miễn Còn có một số địa danh khác Dẹ yeah, suỵ trơ Sân hổ tờ biên hoa Biên tờ chỉ quay là Dẹ yeah, suỵ trơ Cũng Tùy vào tức là cũng tùy vào hoặc là cũng dựa vào sân hủa tờ biên hoa sự thay đổi của cuộc sống Biên tờ chỉ quay là mà nó đã trở nên rất kỳ lạ à. như vậy đây nó cũng giới thiệu thêm là còn có những cái địa phương khác nữa à, cùng với cái sự thay đổi của xã hội thì nó cũng à, nó cũng có cái tên nó cũng rất là khác lạ rất kỳ lạ mình đọc lại cái đoạn này cho anh chị nghe một lần nữa nha 由于这个地方取名字的时候，火星还没被发现，所以就一直叫到现在。还有其他一些地名也随着生活的变化变得奇怪了。比如说，南京市有一条名叫“神马路”的路。比如说了，了，new À, cái từ số này mình không cần nói ra cũng được ví dụ như nạn chuyên sơ lở thành phố nam kinh dầu dí thẻo tức là dù dí thẻo lưu từ lưu tú cái đằng sau á có một cái con đường con đường nó như thế nào trầm mấy giang lưu miễn treo sỉnh mà lưu tên gọi là thần mã lộ tức là cái đường thần mã hay là đường ngựa thần cũng được dẫu dĩ là do dỗ dữ chiên trì nén do mấy năm gần đây chiên trì nén là mấy năm gần đây nén xuyên rảnh xì hoan những cái người trẻ tuổi thích thích cái gì nè trai sang hoàng tơ sử hô bà sảnh mơ xè sẩn sảnh mạ ồ lý do là gì tức là dẫu dĩ là do chiên trì nén là mấy năm gần đây nén xuyên rảnh xì sì hoan, trai sang hoàng tơ sữa hô những cái người trẻ tuổi thích khi mà mình lên mạng trai sang hoàng là khi lên mạng trai à, sang hoàng tơ sữa hô là khi lên mạng bà sảnh mơ mang cái từ sảnh mơ này cái từ sảnh mơ là cái gì đó xè chẩn sảnh mã viết thành từ sảnh mã là thần mã thần mã như vậy là do những cái cư dân mạng đặt ra Thay vì sẩm mơ thì không viết là sẩm mơ mà viết thành là sảnh mà. Cái từ này là do cư dân mạng đặt ra. À, mà cái những cái từ mà nó lan truyền trên mạng nó có một cái tốc độ rất ghê gớm. Đó, như vậy là từ ở trên mạng, tức là từ một cái cuộc sống ảo đó mà nó trở thành, nó đi vào trong cuộc sống thật. Rồi. Tiếp luôn. Sổ gì trơ thẻo LÙ hiện trai. Thiên XÌ lại hình kỳ quay. Sổ gì là cho nên, trở thẻo lưu là cái con đường này. Xem ra thiên trì lại hình chỉ quay. Bây giờ nghe ra thì rất là kỳ lạ. Thiên trì lại là nghe ra. Hình chỉ quay là rất kỳ lạ. Rất kỳ lạ. rủ của tà xe的时候 hô. Tức là rủ của hô. Nếu như khi mà bạn ngồi xe, đó là bạn đón xe, bạn đi xe gì đó, nói chung, 你遇到的出租车司机不是南京人. Bạn gặp phải cái anh tài xế xe taxi, bố sư nản chiến rỉnh nếu không phải là người Nam Kinh. Tha quanh nì, giao Anh ấy hỏi bạn, uh, đi đến đường nào? Nì cao su thá, wò giao chi lu. Bạn trả lời với anh ấy là tôi muốn đi đến đường thần mã gì đó sẵn mà luôn. Nì cao su thá, và giao truy sánh mà luôn. Thì sao nữa, hậu quả sẽ thế nào? Thá có thể sẽ sân chi. Thá có thể huy sân chi. Anh ấy có thể sẽ tức giận. Chuyệ tên nì chai, sẽ tha xô hoa. Cảm thấy giống như là bạn đang anh à, nhại cái giọng của nấy hay là nhái theo cái giọng của nấy vậy đó anh ấy hỏi bạn bạn này trả lời lại như vậy á ý là như vậy thác hờ nữ huê sân si có thể nấy sẽ nổi giận trẻ đó là cảm thấy nì trai sẽ nì trai thuệ sẽ tha số hoa bạn đang học theo cái cách nói của nấy tức là nhại giọng theo đó nhái giọng đó. rồi tiếp theo nữa tăng rãnh là đương nhiên Hải xe ti phát Hải dội văn còn có một số nơi nữa. Dẫu dữ ly sự nguyên nhân, Dỗ dữ là do. Ly sự là lịch sử và dễ là nguyên nhân. Do nguyên nhân lịch sử. Dẫu dữ ly sự tơ nguyên nhân cũng được. Miễn tự Miễn dư lại chứ hình sĩ quay. À, cái tên gọi á. nó vốn là rất là kỳ lạ Tức là do cái nguyên nhân lịch sử cho nên cái tên gọi nó vốn nó rất là kỳ lạ. Răng rễn khanh là chú sàng xeo. Khiến cho người ta sau khi thấy xong thì buồn cười. Sàng xeo là buồn cười. Răng rễn khanh là chú sàng xeo. Khiến cho người ta nhìn thấy thì cảm thấy buồn cười. Rồi buồn cười cái gì nào? Bì rủ ví dụ như à, liêu cơ chi xuân. Liêu cơ chi là sáu con gà. Liêu cơ Chi Xuân là cái thôn thôn sáu con gà, à, cái lịch sử nó như thế nào thì mình không biết. Mã Thủng Lị à, Lý cũng là một cái sớm nhỏ thôi. Mã Thùng là cái bồn cầu. Mã Thùng là cái bồn cầu. Mã là con ngựa, còn Thùng không là cái thùng. Nhưng Mã Thùng thì cũng có cái nghĩa khác là bồn cầu. Mã Thủng Lị à, là cái sớm bồn cầu. Rồi còn lý do tại sao nó như vậy thì mình không biết trở xe ti miệng thiên trì lại chưa quay quay ta trở xe ti miệng những cái địa danh này nè thiên trì lại tức là nghe ra chưa quay quay ta thì nó lạ lạ thế nào nó kỳ kỳ thế nào đó.不知道住在那里的人怎么看？不知道 là không biết, là, không biết. là những người sống ở ở đó。 Chầm mơ khan tức là chầm mơ sẽ nhìn nhận nó như thế nào hoặc là sẽ suy nghĩ về nó như thế nào. Để đọc lại cái cụm này ha. Trời sẽ ti miễn thiên chỉ lại chứ quay quay ta. Vô trí tao trú trái nà lý tờ chứ chầm Khờ nẫn tham mến Khờ nẫn là có thể là tham mến khuê Họ sẽ muốn cài là thay đổi. cài là thay đổi cài ý cơ cân hở sư tờ ti miễn à, thay đổi cài ý cơ cân hở sư tờ miễn sư thay đổi bằng một cái à, một cái tên gọi nào đó nó hợp lý hơn à, cân hở sư là nó thích hợp hơn rồi cân hở sư tờ miễn sư một cái thay một cái à, tên nào đó một cái danh từ nào đó thích hợp hơn dễ khờ nẫn tham minh trẻ ta dễ khờ cũng có thể tham nên trẻ ta họ cảm thấy ti miệng dĩ xa chi cái địa danh đó, thoát một cái là được nhớ ngay dĩ xa từ là thoát một cái hoặc là nhanh giống chiêu à, bê thì được chi tru là nhớ ngay sư dĩ hào sư ba cũng là một chuyện hay cũng là một cái chuyện tốt như vậy có người thì có thể là họ sẽ muốn thay đổi một cái tên nào đó cho nó hợp lý hơn à, nhưng cũng có người họ sẽ cảm thấy là cái tên gọi mà thắt một cái là nhớ được ngay thì nó cũng là một cái chuyện vui dễ khờ nở tham minh trẻ ta ti <laughs> ý xa từ chú bay chi ru chen hào sư bà trai nị tơ của cha ở quốc gia của bạn hoặc là ở đất nước của bạn dễ dù chỉ quay tơ ti miệng ba dễ dù xỉu quay ta tiếng miệng ba cũng có những cái địa danh kỳ lạ phải không hoặc là có những cái địa danh kỳ lạ không thì à, đây là một cái câu hỏi chung chung và cũng rất là vui thì đó là vừa rồi là nội dung của cái bài này nó cũng hơi dài một chút nhưng cũng khá là thú vị à, ở Việt Nam mình cũng có rất là nhiều những cái nhân danh tức là tên người và địa danh tức là những cái à, tên chỉ những cái vùng đất nó cũng rất là buồn cười đấy Mọi người cứ lên trên Google search tìm thử ha, search và tìm thử những địa danh à, kỳ lạ ở Việt Nam, hoặc là những tên người rất kỳ lạ ở Việt Nam, các bạn sẽ thấy có rất nhiều luôn. Và tiếp theo nữa, xin mời mọi người hãy nghe người bản xứ người ta đọc lại một lần. Trung Quốc最奇怪的地名 很可能司机会觉得你是一个想法很奇怪的人，但如果你在中国长沙，司机马上就会把你送到那里，因为长沙真的有一个地方叫火星。由于这个地方取名字的时候火星还没被发现，所以就一直叫到现在。还有其他一些地名也随着生活的变化变得奇怪了，比如说。 南京市有一条名叫神马路的路，由于近几年年轻人喜欢在上网的时候把什么写成神马，所以这条路现在听起来很奇怪。如果打车的时候你遇到的出租车司机不是南京人，他问你要去什么路，你告诉他我要去神马路，他可能会生气，觉得你在学他说话。 当然，还有一些地方，由于历史原因，名字原来就很奇怪，让人看了就想笑。比如六个鸡村、马桶里，这些地名听起来就怪怪的。不知道住在那里的人怎么看？可能他们会想改一个更合适的名字，也可能他们觉得地名一下子就被记住是一件好事吧。在你的国家也有奇怪的地名吗？ và đến đây mình xin kết thúc cái phần này chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả à, cũng chúc mọi người cùng với người thân và gia đình an lành vượt qua mùa dịch bệnh này à, xin chào mọi người